mua laptop an tâm nhất đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường, mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 1 điểm tin công nghệ trong ngày. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. IQ U3 5G ra mắt. Thương hiệu con của Vivo mới đây đã cho ra mắt một chiếc smartphone mới thuộc phân khúc tầm trung có tên IQ U3. Về thiết kế, nhìn chung là do smartphone giá rẻ tầm trung nên IQ U3 không có quá nhiều điểm nổi bật về ngoại hình. Máy sẽ được hoàn thiện từ mặt lưng ở nhựa, nổi bật với cụm camera hình vuông ở góc trái và mặt lưng này của máy là mặt lưng đổi màu Guardian. Về thông số, IQ U3 có cụm camera kép bao gồm một camera góc rộng 48MP có khẩu độ f1.79 đi kèm với một camera 20MP để đo chiều sâu, tức là máy sẽ không có camera góc siêu rộng hay camera tele. Ở mặt trước, IQ U3 được trang bị một màn hình giọt nước sử dụng tấm nền IPS LCD có kích thước 6.58 inch. Màn hình này sẽ có độ phân giải Full HD cộng, hỗ trợ HDR10 Plus và may mắn, nó sẽ có tần số quét là 90Hz. Khu vực giọt nước sẽ là nơi đặt camera selfie có độ phân giải 8MP. Về phần cứng, IQ U3 đi kèm với một con chip Dimensity 800U. Con chip đã xuất hiện trên Redmi Note 9 5G mới đây với mức giá rẻ hơn một chút. Máy sẽ có dung lượng RAM là 6 hoặc 8GB và bộ nhớ trong 128GB, chuẩn UFS 2.2. Máy sẽ có viên pin với dung lượng là 5000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W. Về giá bán, IQ U3 sẽ có một mức giá khởi điểm từ 1.498 tệ, tương đương với khoảng 5,3 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 1.698 tệ, tương đương với khoảng 6 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM. Máy sẽ có tùy chọn hai màu sắc là đen và xanh Guardian, lên kệ vào ngày 17 tháng 12 tới đây tại thị trường Trung Quốc. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày. Chủ tịch Qualcomm bắt ngờ khen ngợi chip M1 của Apple. Apple và Qualcomm đã bắt tay nhau hòa giải, sau đó còn trở thành đối tác của nhau. Apple đã trả cho Qualcomm một số tiền ước tính là 4,5 tỷ đô để đổi lấy giấy phép bằng sáng chế chip của Qualcomm trong 6 năm. Apple cũng đã được phép sử dụng chip modem 5G của Qualcomm trên những chiếc iPhone 12 của mình. Có lẽ cũng vì thế mà Qualcomm đã không tiếc lời khen ngợi Apple với một con chip M1 dựa trên kiến trúc ARM mới được ra mắt trên máy tính Mac. Ông Cristiano Amin đã hết lời khen ngợi chip M1 của Apple. Khi được hỏi về việc liệu Qualcomm và Microsoft có học hỏi được gì từ Apple và con chip M1 hay không, ông Amin vui vẻ trả lời rằng con chip này đã xác thực niềm tin của chúng tôi rằng người dùng di động đang xác định được những gì họ mong muốn từ một trải nghiệm PC. Hiệu suất sẽ càng tăng lên khi bạn có khả năng tương thích tốt. Tuổi thọ pin và kết nối cũng sẽ đem lại một trải nghiệm hoàn toàn khác. Chip M1 của Apple được sản xuất bởi TSMC dựa trên tiến trình 5 nanomet và sử dụng kiến trúc ARM. Chip M1 có tới 16 tỷ bóng bán dẫn bên trong, một con số đáng kinh ngạc so với 11,8 tỷ bóng bán dẫn của con chip A14 được trang bị trên iPhone 12. Trước đây, Qualcomm và Microsoft cũng đã từng thực hiện một số tham vọng như Apple, đó là trang bị những con chip di động ARM cho laptop Windows 10. Tuy nhiên, hiệu năng đáng thất vọng của những con chip laptop này đã khiến cho tham vọng của Qualcomm trở thành mây khói. Tin tức thứ 3 sẽ có trong ngày. iPhone 12 mini bị thất sủng. Theo số liệu tổng hợp từ các nhà bán lẻ thiết bị Apple của hãng nghiên cứu thị trường Y7 Research, phiên bản mini ít phổ biến nhất trong các mẫu iPhone 12 tại Mỹ. Tháng đầu tiên bán ra, model này chỉ chiếm từ 4-5% doanh số của các nhà mạng lớn tại Mỹ. Trong khi đó, iPhone 12 chiếm từ 24-33%. iPhone 12 mini sẽ có một cấu hình tương tự như iPhone 12, nhưng kích thước màn hình đã nhỏ hơn, 5.4 so với 6.1 inch và pin yếu hơn, 2.227 mAh so với 2.815 mAh, trong khi giá chỉ thấp hơn 100 đô. Có vẻ hầu hết mọi người đã sẵn sàng trả thêm tiền để sở hữu iPhone màn hình lớn, chuyên gia của Y7 Research cho biết. Trước đó, số liệu từ Flurry cũng cho thấy, iPhone 12 mini không được ưa chuộng khi chỉ chiếm 0.1% thị phần của toàn bộ mẫu iPhone sau tuần đầu bán ra. Trong khi đó, iPhone 12 nhận được nhiều sự quan tâm với 1.1% thị phần, tiếp đến sẽ là iPhone 12 Pro với 1% và iPhone 12 Pro Max với 0.9%. Tại Việt Nam, mẫu iPhone 12 mini cũng không được ưa chuộng. Thống kê từ hồi giữa tháng 11 tại 4 hệ thống bán lẻ lớn trong nước, lượng khách hàng quan tâm đến iPhone 12 khoảng 30.000 người, trong đó dưới 10% là hỏi về iPhone 12 mini. Ngược lại, iPhone 12 Pro Max giá trên 30 triệu đồng lại được quan tâm nhiều nhất, ở mức trên 50% tại các đại lý. Còn đối với thị trường sách tay, mẫu điện thoại nhỏ gọn này cũng không được dân buôn mặn mà. Đây cũng là thông tin cuối cùng của trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.